À, xin kính chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Video ngày hôm nay thì Tùng sẽ tiếp bước video ngày hôm qua cập nhật tiến độ về Aqua City. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật về tiến độ của cầu Vàm Cái Sứt, một cái hạng mục rất là quan trọng của giai đoạn 1 Hương Lộ 2 và kết nối với giai đoạn 2 Hương Lộ 2. Và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tiến độ của dự án đảo Phượng Hoàng, cái giai đoạn 2 của Aqua City nha thưa quý anh chị. Đầu tiên thì chúng ta đang nhìn thấy ngay trước mặt đây chính là con đường Hương Lộ 2. Thì hiện thời điểm hiện tại thì Hương Lộ 2 đang được hoàn thiện cả hai mặt, là với tổng bề lộ giới lên đến khoảng 60m đang được hoàn thiện trong cái khu vực này. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy ngay những cái mố cầu đầu tiên của cầu Vàm Cái Sứt, một trong những cái cây cầu rất là quan trọng để kết nối giữa giai đoạn 1 với Hương Lộ 2 và giai đoạn 2 của Hương Lộ 2. Vào khoảng ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020 thì được cầu Vàm Cái Sứt đã được chính thức khởi công, và cho đến hiện thời điểm hiện tại sau khoảng cỡ 6 tháng thì hiện tại bây giờ cái công trường trên cầu Vàm Cái Sứt này cũng đang được triển khai rất là nhanh thưa quý anh chị. Thì so với những cái video lần trước Tùng đã có làm tại khu vực này thì hiện tại bây giờ các cái mố cầu ở đây cũng đã được bắt đầu được hình thành và đã ép cọc khá là ổn tại trong khu vực này rồi. Và phía bên kia của cầu cũng đang được ở phía bên giữa của cái cây cầu này cũng đang bắt được làm những cái công đoạn đầu tiên của những cái nhịp cầu ở giữa cái thân cầu này. Thì cái đoạn cầu Vàm Cái Sứt này hiện tại bây giờ thì cái sông ở đây là sông Vàm Cái Sứt, thì nó có bề ngang rộng khoảng 120m, và cái cầu này thì sẽ có cái chiều dài khoảng hơn 400m nha thưa quý anh chị, và được khởi công được từ tháng 10 năm 2020 và dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 18 tháng, nghĩa là chúng ta sẽ được nhìn thấy cái cầu này được hình thành trong khoảng năm 2022, đầu năm 2022. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái khu vực này, là cái Hương Lộ 2 giai đoạn 1 thì nó có chiều dài khoảng cỡ 7 cây số, kết nối từ khu vực ngay chỗ đường quốc lộ 51 kết nối với cây cầu Vàm Cái Sứt ngay chúng ta đang nhìn thấy ngay trước đây, và cái một đoạn nữa là khoảng cỡ hơn 7 cây số nữa sẽ kết nối với khoảng cỡ 18 cây số chứ khoảng 8 cây số để kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì đây là cái cây cầu mà có cái kết nối rất là quan trọng, bởi vì cái khi mà cây cầu Vàm Cái Sứt này được hình thành thì nó sẽ là cái tiền đề để mà tỉnh Đồng Nai tiếp tục để làm cái giai đoạn 2 của Hương Lộ 2 để kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì đây Hương Lộ 2 là một trong những 4 con đường cực kỳ quan trọng của tỉnh Đồng Nai, bao gồm Hương Lộ 2 này, rồi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rồi những cái công trình khác của thành phố Biên Hòa, đều là những cái công trình rất là quan trọng để mà kết nối phát triển vùng tại khu vực thành phố Biên Hòa và cũng như là để phát triển tỉnh Đồng Nai. Cái đường Hương Lộ 2 này thì nó sẽ là một con đường để giảm tải cho quốc lộ 51, kết nối từ Biên Hòa xuống Long Thành, nằm đi dọc theo sông Đồng Nai và kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây và kết nối xuống khu vực Nhân Trạch. Thì đây là Biên Hòa, Long Thành và Nhân Trạch sẽ được kết nối với nhau, bởi ngoài quốc lộ 51 ra chúng ta sẽ còn có thêm cái con đường Hương Lộ 2 này nữa, là một con đường rất là quan trọng để kết nối Aqua City cũng như toàn bộ khu vực Biên Hòa đến xuống phía nam của Đồng Nai. Và chắc chắn rồi, nếu như mà Hương Lộ 2 trong những năm sắp tới đây được kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chỉ cần mất khoảng từ 20 cho đến khoảng 30 phút là chúng ta đã về đến được cái trung tâm quận 2 của chúng ta rồi. Và chắc chắn một điều rằng là trong tương lai, khi mà việc mà chúng ta sẽ cái câu chuyện là bao xa không còn quan trọng bằng cái câu chuyện là bao lâu, thì chắc chắn một điều rằng là trên ở Aqua City này sẽ có những cái anh chị sẽ quan có những anh chị sẽ có cái nhu cầu về đây để sinh sống cũng như là về đây để có một cái căn nhà để có thể nghỉ hưu tại khu vực này. Tại vì chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây sông Vàm Cái Sứt thì bao bọc toàn bộ cái khu vực đảo Phượng Hoàng. Và chúng ta hãy cùng đi đến cái đảo Phượng Hoàng để cập nhật những cái thông tin mới nhất về đảo Phượng Hoàng này nha thưa quý anh chị. Thì đảo Phượng Hoàng có tổng diện tích lên đến khoảng 286 ha được Novaland mua lại từ các chủ đầu tư trước đây với cái mức giá lên đến gần 1 tỷ đô nha thưa quý anh chị. Thì đối với cái đảo Phượng Hoàng này thì hiện tại thì chủ đầu tư Novaland đã phát triển nó, bắt đầu bán nó từ những cái căn đầu tiên vào cuối năm 2020. Và đây vẫn sẽ là sản phẩm chủ lực của Novaland trong cái năm 2021 và có thể sang năm 2022. Thì sau một khoảng thời gian chỉ trong khoảng cỡ 6 tháng bắt đầu khi mà
chủ đầu tư san lấp mặt bằng ở đây á, thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây trên cái công trường này đang có rất là nhiều xe công trường đến đây để san lấp mặt bằng. Thì việc cái khu vực san lấp mặt bằng của cái đảo Phượng Hoàng này khá là đặc biệt, là bởi vì đối với những cái sản phẩm khác, những cái khu vực khác ấy, thì thường chúng ta thấy việc mà san lấp mặt bằng sẽ bằng việc là bơm cát từ các cái xà lan đi lên trên các khu vực này. Thì đối với riêng với đảo Phượng Hoàng thì chúng ta đang nhìn thấy là Novaland đã làm một cái công tác khác hoàn toàn, và nó tạo ra một cái điều rất là nhanh, cái việc mà san lấp mặt bằng ở đây rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 6 tháng thôi mà chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ cái khu vực hơn 286 hectare này thì đã được san lấp được khoảng cỡ hơn 50% rồi, thì chứng tỏ chúng ta thấy một cái tốc độ san lấp mặt bằng cực kỳ nhanh. Cách đây khoảng 1 tháng thôi, nếu như anh chị nhìn thấy ngay cái khu vực mà giáp sông này á, thì nó vẫn chỉ còn là một cái khu vực mà đầy là cây cây cối rậm rạp thôi. Thì hiện tại bây giờ cây đã được dẹp bỏ hết và chuẩn bị nhường đường cho những cái xe công trường để đi vào đây để mà san lấp mặt bằng trong cái khu vực này. Và đặc biệt nếu như anh chị mà muốn biết được rằng là trong cái khu vực này hiện tại bây giờ cái tốc độ mà san lấp mặt bằng ở đây nó diễn ra nhanh như thế nào thì anh chị chỉ cần đến cái khu vực đường 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 Nam Cao nha, thưa anh chị, thì anh chị sẽ nhìn thấy rất rất là nhiều những cái xe công trường chở đất đá từ khu vực phía ngoài để đi vào cái đảo Phượng Hoàng này để san lấp trong cái khu vực này. Và theo cái tốc độ như hiện tại thì Tùng đang nhìn thấy thì có khả năng là chỉ trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tháng nữa thôi là cái khu vực đảo Phượng Hoàng này sẽ được cơ bản được xong cái giai đoạn 1 của việc san lấp mặt bằng. Và bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy những cái khu vực xanh cuối cùng này cũng đang được chủ đầu tư cắt cây để chuẩn bị cho những cái giai đoạn mà san lấp mặt bằng tiếp theo. Thì toàn bộ cái khu vực đảo Phượng Hoàng bây giờ về cái giá thành của đảo Phượng Hoàng trong cái khu vực này hiện tại bây giờ đang có cái mức giá dao động trong khoảng cỡ trên 70 triệu cho 1 m² nằm tại cho dành cho những cái loại sản phẩm 5.5 20 6 20 và những loại sản phẩm biệt thự nằm trong cái khu vực của đảo Phượng Hoàng nha, thưa quý anh chị. Đảo Phượng Hoàng là một cái giai đoạn 2 của Aqua City, là một cái phiên bản nâng cấp của Aqua City, với cái vị trí địa lý phong thủy của nó cực kỳ tốt, đó là Phượng Hoàng kết Long Phụng Xung Vầy. Long chính là cái sông Đồng Nai, còn Phượng Hoàng chính là con chim Phượng Hoàng đậu ngay tại khu vực Long Hưng này. Thì đây là sẽ là một trong những cái đặc điểm nhấn cực kỳ quan trọng của cái dự án Aqua City. Thì đối với những anh chị nào mà thích về phong thủy thì chắc chắn một điều rằng là đảo Phượng Hoàng sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt. Ngoài ra thì đảo Phượng Hoàng còn có cái sự lột xác về cái thiết kế. Trong khi Aqua City được thiết kế theo cái dạng tân cổ điển, theo cái phong cách của châu Âu, lịch lãm sang trọng của châu Âu, thì sang đảo Phượng Hoàng đó là một cái sự phá cách rất là trẻ trung, rất là năng động với cái phong cách thiết kế hiện đại. Thì mang lại một cái luồng gió mới hoàn toàn dành cho Aqua City. Thì nếu như anh chị nào thích cái loại sản phẩm mà phong cách cổ điển châu Âu thì anh chị hoàn toàn có thể qua Aqua City với những loại sản phẩm hiện tại bây giờ chủ đầu tư vẫn còn sản phẩm nha, thưa quý anh chị. Thì nhưng mà nếu như anh chị mà mua những cái sản phẩm mà chuyển nhượng của Aqua City trong giai đoạn 1 thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 45 cho đến khoảng cỡ 55 triệu trên 1 m². Còn đối với các loại sản phẩm mới của chủ đầu tư sẽ dao động trong khoảng hơn 70 triệu trên 1 m². Nhưng mà ngược lại thì anh chị sẽ được những cái chương trình ưu đãi đặc biệt, ví dụ như là chương trình hỗ trợ vay ngân hàng, anh chị chỉ cần phải đóng khoảng 30% trước khi mình nhận nhà, và hỗ trợ được ngân hàng hỗ trợ lên đến 40% không gốc không lãi cho đến khi nhận nhà. Thì đấy là những cái chương trình rất là đặc biệt với cái số vốn bỏ ra rất là nhỏ thôi, chứ thưa quý anh chị. Ví dụ như một căn 820 có giá dao động trong khoảng hơn 8 tỷ rưỡi thì anh chị chỉ đang thanh toán khoảng cỡ hơn hai khoảng 3 tỷ trước khi mình nhận nhà mà thôi. Thì đó là một cái rất là một cái chương trình ưu đãi rất là mềm, và cái thời gian bàn giao nhà của Aqua City nó lên đến khoảng cỡ 3 năm. Riêng cái đảo Phượng Hoàng này thì hầu hết thời gian nó sẽ bàn giao từ 2024 cho đến khoảng 2025 nha, thưa quý anh chị. Thì rõ ràng một điều rằng là cái việc mà khi mà cái thời gian dài như vậy á, thì rõ ràng nó sẽ tạo ra một cái điều mà rất là tốt khi mà mình đầu tư một khoản tiền nhỏ, và cái thời gian nhận nhà dài như vậy thì rõ ràng nó sẽ tạo ra một cái thời gian để chúng ta có thể có được những cái lợi nhuận trong khoảng từ năm thứ hai cho đến khoảng năm thứ ba đến năm thứ tư nha, thưa quý anh chị. Đấy, về cái toàn bộ cái khu vực mà đảo Phượng Hoàng hiện tại thì như Tùng đang nhìn thấy, ngoài cái việc mà san lấp mặt bằng bằng những con cây xe xe công trường ở đây thì Novaland cũng đang đang xây dựng những cái cột điện ở trong khu vực này để chuẩn bị cho những cái công tác về
thi công hạ tầng trong cái khu vực đảo Phượng Hoàng trong cái thời gian sắp tới. Và trong khoảng một thời gian ngắn nữa thôi thì phía bên đảo Phượng Hoàng này sẽ bắt đầu khởi công cái cây cầu để nối sang phía bên Aqua City để mà kết nối với khu vực với cái đường Hương Lộ 2, thì đây sẽ là những cái điểm nối vào của dự án đảo Phượng Hoàng. Thì đảo Phượng Hoàng là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của Aqua City, một sản phẩm trọng điểm của Aqua City trong giai đoạn 2. Vậy thì nếu như anh chị nào mà thích những loại sản phẩm có cái thời gian bàn giao nhà lâu mà để chúng ta có cái vốn vào ít ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể sản phẩm chọn những cái sản phẩm bên đảo Phượng Hoàng. Còn đối với những anh chị nào mong muốn có mua được những loại sản phẩm giá gốc thấp hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái sản phẩm chuyển nhượng của Aqua City với cái mức giá thành rẻ hơn khá là nhiều nha thưa quý anh chị. Nhưng mà tất nhiên là cái việc mà chúng ta đầu tư vốn ban đầu của chúng ta sẽ nhiều hơn so với khi mà chúng ta đầu tư vào đảo Phượng Hoàng. Và rõ ràng là một điều rằng là đảo Phượng Hoàng hay là Aqua City đều là những cái loại sản phẩm rất là tốt mà chúng ta sẽ có thể quan tâm được. Nhưng mà anh chị lưu ý với cho Tùng là những cái loại sản phẩm, ví dụ như sản phẩm mới của chủ đầu tư, anh chị phải xác định cho Tùng là mình phải đi ít nhất khoảng 2 năm thì chúng ta mới bắt đầu có lời từ những cái sản phẩm chúng ta mua mới nha thưa quý anh chị. Còn nếu như anh chị mua những sản phẩm chuyển nhượng thì chỉ trong vòng khoảng cỡ 6 tháng cho đến khoảng 1 năm thôi là anh chị đã có thể có lợi nhuận từ những cái loại sản phẩm đó rồi. Bởi vì những cái người mua trước họ đã đi với anh chị, đã đi với chủ đầu tư khoảng hơn 1 năm nay rồi. Thì đấy là những cái chia sẻ đánh giá của Tùng về cái khu vực Aqua City, và một cái lưu ý cho quý anh chị khi mà anh chị mua các sản phẩm mới của chủ đầu tư là chúng ta phải đi với chủ đầu tư ít nhất khoảng 2 năm để chúng ta có thể sinh lời từ cái khoản đầu tư đó. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.